Hân hạnh chào đón quý vị đến với trường Đấng Christ. Đây là loạt bài Đức Thánh Linh, bài học số 8 với tựa đề Những quy luật của quyền phép. Matthew đoạn 28 câu 18: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Công vụ đoạn 1 câu 8: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng cả trái đất. Luca đoạn 24 câu 49: Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Một vật cản rất nhỏ sẽ làm ngưng một động cơ đang hoạt động, làm đứng hàng ngàn con suốt đang quay, hoặc làm cho một thành phố rơi vào cảnh tối tăm không ánh sáng. Quyền phép thuộc linh cũng tùy thuộc vào các điều kiện. Trước kia các sứ đồ đã từng bị thất bại vì không có quyền phép này. Trong Mác đoạn 9, chắc hẳn là bạn đã biết câu chuyện này. Chúa Giêsu đã ban cho họ quyền phép và sai họ ra đi. Họ đã đuổi quỷ, chữa lành người bệnh. Kế đó trong sách Tin Lành Mác đoạn 9 cho biết rằng họ không đuổi quỷ ra được. Họ đã thất bại không giữ được quyền phép này. Quyền phép của Đức Chúa Trời là quyền phép có điều kiện. Quyền phép của Đức Thánh Linh không thể tách rời khỏi thân vị của Ngài. Chúng ta biết cách làm ra vẻ thiêng liêng và quên rằng Ngài thực hiện công việc Ngài qua chúng ta. Chúng ta bỏ mặc đền thờ, rồi chúng ta thấy rằng cái gì đã xảy ra không còn xảy ra nữa. Quyền phép thuộc linh phụ thuộc vào cái điều kiện. Đức Chúa Trời không thể thất thoát thuộc tính của Ngài. Quyền phép của Ngài không thể cho thuê mướn. Ngài làm cho một con người mạnh mẽ bằng cách ngự trong đời sống đó. Người nào có con Đức Chúa Trời thì có sự sống. Ai không có con thì không có sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Thần linh làm việc qua thần linh. Ngài không chỉ đơn thuần là đấng ban cho quyền phép, mà Ngài còn là đấng nắm giữ và toàn quyền sử dụng quyền phép đó. Không ai khác có thể làm được ngoài Ngài. Quyền phép là một công việc. Và chỉ qua sự làm việc của Ngài trong chúng ta, quyền phép đó làm cho tất cả chúng ta trở nên rất mạnh mẽ để sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài làm việc qua Đức Thánh Linh. Nói một cách khác, bạn phải được đầy dẫy Thánh Linh để Đức Thánh Linh làm việc qua bạn. Chúng ta thất bại là ngay chính tại đây. Chúng ta có sự khao khát mãnh liệt về quyền phép hơn là khao khát có Đức Thánh Linh. Chúng ta phải liên tục tra xét những động cơ và thái độ của chúng ta. Đức Thánh Linh không đến để tôn vinh bạn. Nếu chúng ta nôn nã tìm kiếm quyền phép hơn là chính Ngài, thì chúng ta đang muốn có được quyền phép của Ngài để phục vụ cho những mục đích khác, chứ không phải cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nóng lòng có được quyền phép hơn là nóng lòng có được Đức Thánh Linh của quyền phép. Vì lý do đó, Ngài từ chối không ban quyền phép cho chúng ta. Chúng ta muốn đạt được những thành quả ai cũng trông thấy, những công việc kỳ diệu đầy xúc động, những dấu kỳ phép lạ lớn, và không phải lúc nào Đức Thánh Linh được ban xuống để thực hiện những việc này. Quyền phép cần thiết cho sự im lặng như lời nói. Ngài đến để làm cho chúng ta sống kết quả, sống thành công trong tất cả ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ đến trong cái mục đích nhỏ bé mà chúng ta đang muốn đạt được đó. Trong Đức Thánh Linh có cả chức năng và sự khải thị. Công việc của Đức Thánh Linh tùy thuộc vào quyền phép của Đức Thánh Linh. Trong Đức Thánh Linh vừa có chức năng vừa có sự hoạt động. Năng lực của xác thịt không thể làm công việc của Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta cố gắng, chúng ta xúc phạm công việc của Đức Chúa Trời. Cố gắng làm những công việc thật sự thuộc linh bằng xác thịt thì cũng phạm tội như cố gắng làm những công việc xác thịt bằng thuộc linh. Thật là một sự rủa xả khi cố gắng để cho Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Ngài cùng làm việc với xác thịt. Chúng ta đã thấy tình trạng đó rất nhiều. Chúng ta bày tỏ rằng Chúa bảo tôi xây dựng bệnh viện này hay bất kỳ công việc gì, nhưng thật sự không đến bởi Chúa. Công việc đó không bao giờ được hoàn thành. Tuy vậy bạn vẫn nói, Đức Chúa Trời bảo tôi. Bạn đang cố gắng dùng Đức Thánh Linh để thực hiện một công việc xác thịt. Đó là một sự rủa xả. Thật là một sự rủa xả nếu cố gắng thử làm công việc của Thánh Linh bằng các phương tiện của xác thịt. Chúng ta thấy điều này đã xảy ra đối với Abraham. Đức Chúa Trời hứa ban cho ông và Sarah một người con trai. Sau đó một vài năm họ vẫn tin lời Chúa. Nhưng họ quyết định sẽ giúp đỡ Đức Chúa Trời. Sarah đã đề nghị với Abraham là ông nên lấy nàng hầu Aga để sinh ra đứa con trai này. Abraham đã cố gắng trong xác thịt của ông để tạo ra phép lạ của Đức Chúa Trời. Ông đã tạo ra một sự rủa xả mà kết quả của nó là cuộc chiến tranh giữa dân Do Thái và Ả Rập vẫn tiếp diễn đến ngày hôm nay. Có người cố gắng làm công việc của Đức Chúa Trời bằng xác thịt và chúng ta gánh chịu hậu quả do sự ngu dại của chúng ta gây ra. Không có sự thay thế nào khác đối với quyền phép của Đức Thánh Linh. Tìm kiếm Đức Chúa Trời không chỉ là điều kiện bắt buộc để tôi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng tôi còn phải tìm kiếm Đức Chúa Trời để biết ý muốn đó được thực hiện như thế nào.
những gì mà Đức Thánh Linh truyền đạt cho tôi thì chỉ có một mình Đức Thánh Linh có thể thực hiện được mà thôi. Khi Sion thèm khát vàng của dân Babylon, ham muốn ganh tị với những quần áo trang sức của dân Babylon, bất chước những đường lối của dân Babylon và chiến đấu với những vũ khí của Babylon, thì sức mạnh của nó không còn nữa. Nó thất bại bởi vì nó đã đánh mất thần sức mạnh là Đức Thánh Linh. Các nguồn khả năng của xác thịt không phải là tài sản có giá trị cho công việc thuộc linh. Và bất cứ khi nào chúng ta cho phép xuất hiện, thì ma quỷ luôn luôn chiếm lấy cơ hội đó để được sùng bái, tôn thờ. Bất cứ lúc nào chúng ta cho phép xác thịt hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực thuộc linh nào, thì lúc đó chúng ta cho ma quỷ có quyền hạn trong nơi thánh. Chúng ta rủa xả hội thánh bằng cách sử dụng những phương cách không thuộc linh. Chấm về xác thịt sanh ra sự chết. Chỉ có sự sống có thể làm công việc thuộc linh mà thôi. Chỉ có những điều đó là sống đối với Đức Chúa Trời. Những vũ khí của trận chiến này không thuộc xác thịt. Sự cầu nguyện đem đến quyền phép, bởi vì Đức Thánh Linh của quyền phép được ban cho những người cầu nguyện. Chưa đến 10% tín đồ trong hội thánh tham gia những buổi cầu nguyện. Hãy kêu gọi mọi người đến sự cầu nguyện, vì sự cầu nguyện là một vũ khí, như trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 4. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu. Sự cầu nguyện mang lại hiệu quả. Đức Chúa Trời ban quyền phép cho những người cầu nguyện. Cầu nguyện là một vũ khí có hiệu quả để chống lại sự tối tăm và quyền lực của ma quỷ. Sự làm chứng là một vũ khí được chọn lựa của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh được ban cho để hội thánh ra đi làm chứng. Công vụ đoạn 1 câu 8, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Chỉ bởi Đức Thánh Linh chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể nói, có thể tranh cãi, nhưng Đức Thánh Linh không cứu con người bằng những ý niệm trừu tượng đang được tranh cãi, mà bởi những chứng nhân sống, những người làm chứng về Chúa với quyền phép của một kinh nghiệm sống. Khi chúng ta sai phái hội thánh ra đi để truyền giảng trong ngục tù, trên đường phố, trên các xa lộ và trên những cái nơi công sở và mọi nơi nói chung, nếu chỉ dạy cho họ phải nói cách gì, nói như thế nào thì chưa đủ, mà họ còn được phải kinh nghiệm một cách sống động sự sống của Đức Chúa Giêsu trong đời sống họ, bởi quyền phép của Đức Thánh Linh tái tạo đời sống họ. Bởi Đức Thánh Linh, sự cá rất tội lỗi, sự công bình và sự đón xét sẽ đến. Bởi vì ân tứ của Đức Thánh Linh là di sản của mọi kẻ tin, nên không có lý do nào để sống thất bại và hoàn toàn không có lý do bào chữa cho thất bại này. Chúng ta viện ra mọi lý do cho sự không vâng lời của chúng ta. Có một nhà truyền giáo kia hát, tôi muốn sống cách thành công. Tôi không biết thành công của ông là gì, nhưng chắc chắn không có lý do sống thất bại. Có thể bạn có một giọng nói khủng khiếp khi bạn nói chuyện, có thể làm cho người ta bực mình. Nhưng nếu bạn có Đức Thánh Linh, bạn có thể làm chứng nhân có kết quả cho Đức Chúa Trời. Không có cớ cho sự thất bại. Trong Sa-ti-ri đoạn 12 câu 8, và trong ngày đó kẻ rất yếu trong chúng nó sẽ như David. Nhà David sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở trước mặt chúng nó. Linh của quyền phép ở đâu? Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra của Thánh Linh và quyền phép. Đó là sự công bố của sứ đồ Phao-lô trong Cô-rinh-tô đoạn 2 câu 4 và trong Rô-ma đoạn 12 câu 19. Bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ khắp chốn. Khi tôi đọc những câu kinh thánh này, tôi phải hỏi mình rằng những lời đó có đúng với tôi hay không? Những lời đó có đúng với bạn không? Chúng ta cần phải đặt câu hỏi. Đức Thánh Linh quyền phép ở đâu? Không khí của hội thánh, các sứ đồ được bao phủ trong quyền phép. Ma quỷ nghe theo lời truyền lệnh của họ. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh đã ban cho họ uy quyền và quyền phép của Chúa. Họ chắc chắn có tâm trí của Đức Chúa Trời vì họ đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sự sống thông thường của hội thánh đã được đầy dẫy, được thôi thúc, được ban cho toàn quyền hành động trong sự đầy đủ trọn vẹn của Đức Thánh Linh, và họ đã ra đi trong Đức Thánh Linh. Chúng ta đang hầu việc Chúa giống như cách của họ không? Chúa cho phép một ân tứ được khải thị, Chúa cho phép một phép lạ xảy ra là để bày tỏ cho chúng ta một thế giới mà chúng ta có thể bước đi trong đó. Nếu chúng ta học biết về Đức Thánh Linh, học biết về những quy luật của quyền phép. Linh của quyền phép ở đâu? Sự nghiên cứu của hội thánh ngũ tuần cho thấy một sự trái ngược đáng kinh ngạc giữa lời hứa và quyền phép và sự thiếu vắng quyền phép trong hội thánh ngày nay. Xét theo tiêu chuẩn quyền phép của riêng nó, thì hội thánh đang thực hiện công việc đích thực của chính mình không có kết quả. Tại sao vậy? Đức Chúa Trời của Eli đang ở đâu? Linh của quyền phép đã từng khiến kẻ chết sống lại, làm sạch kẻ phun, đuổi quỷ và biến con người trở thành những thánh nhân và những anh hùng cho Đức Chúa Trời đang ở đâu? Không hề có sự ưu đãi hơn cho các điều kiện và không hề có sự ưu đãi hơn trong thái độ của Chúa đối với họ nói chung. Có một phong trào nổi lên chống lại chủ nghĩa duy vật, có một niềm tin mạnh mẽ vào thế giới thuộc linh. Hãy nhìn xem thời đại Tân Kỳ. Tôi biết rằng nó sai,
nhưng nó cho tôi hiểu ra rằng con người đang thèm khát một thực tế. Người ta đang tìm kiếm những thực tế. Đó là lý do hàng triệu người đang gia nhập vào các hội chính. Tất cả những việc này đang mở ra một cánh cửa lớn và hiệu quả cho sự làm chứng về Đức Thánh Linh. Tuy vậy, hội thánh lại thiếu quyền phép của Đức Thánh Linh hơn trong những ngày quyết liệt đầy gây hấn này. Câu trả lời thật đơn giản như thế này. Không có gì thay thế cho được Đức Thánh Linh. Không có gì có thể thay thế cho được quyền phép của Ngài. Sự đầy đủ trọn vẹn của hội thánh không phải là con người, mà là Đức Chúa Trời. Nhưng tôi e rằng chúng ta đã và đang đến thời điểm rất giống như vậy trong Roma đoạn 1 câu 22 tới câu 32. Trong câu 16 sứ đồ Phaolô đã công bố, thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trước là người Giuđa, sau là người Gê-rét. Kế đến ông nói về việc dùng sự không công bình bắt hiếp lẽ thật này. Chúng ta, hội thánh ngũ tuần, nói nhiều về quyền phép này, tuy vậy lại bày tỏ được quá ít. Chúng ta đi đến tình trạng là quan trọng con người hơn là quan trọng Đức Thánh Linh. Đôi khi đó không phải là lỗi của con người. Có thể con người đó được Đức Thánh Linh sử dụng, được Chúa ban cho những ơn tứ của Ngài, và người ta trông đợi vào con người đó, chứ không trông đợi Chúa. Con người đó một tạo vật của Chúa, được xem là quan trọng hơn Chúa. Chúng ta đã rủa xả thời đại của chúng ta. Nguyên nhân quan trọng sống còn của sự thất bại trong hội thánh nằm trong sự nghèo nàn thuộc linh của dân sự trong hội thánh. Đức Thánh Linh đã bị giới hạn trong hình thể con người và trong chức vụ trên đất của Chúa Giê-xu. Ngài cũng bị giới hạn trong hội thánh là thân thể Ngài. Với một sự khác nhau, trong hình thể con người, có những lời Chúa Giê-xu không thể nói và có những việc Chúa Giê-xu không thể làm. Nhưng Đức Thánh Linh không hề bị giới hạn do sự không tin hay không vâng lời của Chúa Giê-xu. Trong xác thịt, Ngài bị giới hạn về phương diện địa lý, nghĩa là trước kia Ngài có thể có mặt ở mọi nơi, trong mọi lúc. Còn trong hội thánh thời nay và thân thể Ngài, chính những điều kiện này đã khiến cho công việc của Ngài không thể thực hiện được. Tất cả những nguyên nhân thất bại của chúng ta đều quy về một nguyên nhân, đó là chúng ta có tin vào Đức Thánh Linh hay không. Hầu hết là chúng ta không thật lòng tin nơi Ngài. Chúng ta được bắp tem bằng Đức Thánh Linh, có một sự kích động rất lớn về Ngài. Chúng ta có thể lớn tiếng, chúng ta cầu nguyện tiếng mới, chúng ta nói tiên tri và chúng ta được chiếc giấy qua những khải thị. Khi buổi nhóm chấm dứt, chúng ta nói, đó thật là một buổi nhóm tuyệt vời, các ân tứ đã hoạt động. Nhưng khi được hỏi lời tiên tri nói về việc gì thì chúng ta không biết. Tất cả hiện tượng này nói lên một điều, đó là chúng ta không thực sự tin nơi Đức Thánh Linh. Khi Ngài đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, hội thánh phải tin lời đó. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Hội thánh phải tin lời đó. Chúng ta cần đến nơi bàn thờ và kinh nghiệm sâu xa hơn về Đức Thánh Linh. Hãy cầu nguyện. Được đầy dạy Đức Thánh Linh là một công việc liên tục. Họ được đầy dạy Đức Linh trong công vụ đoạn 2. Họ được đầy dạy Đức Linh trong công vụ đoạn 4. Bạn không được thối lui, bạn có thể làm cho nó bị lùi tàn. Nếu chúng ta không luôn luôn được đầy dạy Đức Linh, thì hội thánh trở thành một nơi hoạt động của xác thịt. Chúng ta phải tiếp tục được đầy dạy Đức Thánh Linh và tin lời Đức Chúa Trời phán về Ngài. Hãy cầu nguyện để có được kinh nghiệm này. Và khi Ngài đã đầy dạy trong bạn, thì hãy biết rằng bạn có quyền phép. Rồi thì hãy bước đi trong Ngài bằng đức tin. Khi tiên tri Eli đi ngang sông Giô-đan, ông nói với chàng trai trẻ Elise là người đã đi theo sát ông hơn 8 năm. Trong các vua nhì đoạn 2 câu 9, hãy xin điều ngươi muốn ta sẽ làm cho. Elise trả lời, nguyện xin thần của thầy cảm động tôi bội phần. Tiên tri Eli nói, ngươi cầu xin một sự khó, song nếu ngươi thấy ta lúc được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời. Bằng chẳng thì không được. Trong câu trả lời của tiên tri Eli, bạn thấy cái sự kiên trì được đòi hỏi ở đây. Elise không bao giờ được để mắt mình rời khỏi tiên tri Eli. Một ngày kia, xe và ngựa lửa của Đức Giê-hô-va xuất hiện, một cơn gió lốc thổi qua và tiên tri Elise được đem đi về Đức Chúa Trời. Chàng trai trẻ Elise đã xé áo mình và la lên rằng, cha tôi ôi là xe và lính kỵ của Israel. Khi người tiên tri già Eli được cất lên, ông đã quăng lại cho người tiên tri trẻ này chiếc áo tơi của ông. Bây giờ tiên tri Elise đã có chiếc áo tơi. Điều ông làm với chiếc áo này sẽ quyết định tương lai của ông. Ông không nhảy lên, không chạy vòng vòng, nói tiếng lạ và nói, ôi tôi đã có được chiếc áo của thầy tôi rồi, tôi đã có nó rồi. Không, ông không làm như vậy. Ông đã đi thẳng đến bờ sông Giô-đanh và lấy chiếc áo tơi đập lên mặt nước và nói, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Ông đã có đức tin trong điều ông nhận được. Và nước sông Giô-đanh rẽ ra. Bạn và tôi phải cầu nguyện đạt được đức tin đó và nắm chắc lấy Chúa. Hãy trở thành điều chúng ta giảng. Rồi hãy đặt tay trên kẻ đau. Hãy đuổi quỷ. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Đó là Thánh Linh quyền phép. Chúng ta phải có đức tin trong Đức Thánh Linh.
không có sự hướng dẫn của Ngài, sự khôn ngoan sẽ dò dẫm, sờ soạn trong bóng tối tăm. Có nhiều người cứu tình vãn của hội thánh bằng cách liên kết nó với quyền phép của thế gian. Đấng Christ là một bác sĩ đại tài, đấng chữa lành cho hội thánh Ngài bằng linh sự sống. Chúng ta không thể làm khác hơn thế. Nhưng ngày nay, vừa cứu tinh hiện đại của con người là một kỹ sư, người cứu hội thánh bằng tổ chức và các tiện nghi. Nhưng sự cứu rỗi đến với thế gian không phải bởi sức lực, không phải bởi quyền thế, nhưng bởi thần ta, Đức Giê-hô-va, vạn quân phán vậy. Chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày để nhận được Đức Thánh Linh vĩ đại này, như sứ đồ Giu-đê, câu 20. Về phần anh em, hãy tự lập trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Có nhiều sự diễn giải về câu kinh thánh này, nhưng nghĩa của nó đơn giản là hãy tiếp tục đầy dạy Đức Thánh Linh và giữ đức tin trong Ngài. Hãy tin rằng Ngài sẽ thực hiện qua bạn điều Đức Chúa Trời sẽ phán. Không có sự giới hạn trong Ngài, Ngài bị giới hạn trong chúng ta. Tôi có thể cầu nguyện tại đây và ảnh hưởng đến con người ở trong bất kỳ khu vực nào trên trái đất này. Hãy suy nghĩ về điều đó. Không có sự giới hạn đối với Đức Thánh Linh. Ngài ở trong tôi, nhưng Ngài cũng ở khắp mọi nơi. Ngài có bị giới hạn trong bạn không? Ngài có bị giới hạn trong tôi không? Có nhiều sự nỗ lực của con người trong chức vụ của tôi không? Tôi có đang cố gắng soạn ra chương trình không? Thật là một sự rủa xả khi chúng ta bước theo xác thịt để dùng nó làm trọn công việc của Thánh Linh. Chúng ta làm ra nhiều hệ thống, phương pháp, đến nỗi nó trở thành một cạm bẫy cho chúng ta. Điều chúng ta cần là có đức tin trong Đức Thánh Linh và xóa bỏ tất cả những chướng ngại vật làm ngăn trở quyền phép và sự làm việc của Ngài. Quyền phép là sự làm việc của Đức Thánh Linh. Hãy để lẽ thật này thấm sâu vào trong linh của các bạn. Khi chúng ta kết thúc bài học này, Daniel đã có nhiều quyền phép khi ông ở tại Babylon cũng như ông ở tại Jerusalem, bởi vì ông không bao giờ để cho Babylon thắng được ông. Chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Nếu chúng ta cho phép thế gian thắng chúng ta thì quyền phép bị cạn dần và mất đi. Chúng ta phải duy trì nơi thánh được biệt riêng cho Chúa. Đức Thánh Linh luôn luôn xử lý chúng ta khi chúng ta tăng trưởng trong Ngài. Ngài xử lý chúng ta về những gì trong đời sống chúng ta làm ngăn chặn quyền phép của Thánh Linh, ngăn chặn chính Thánh Linh, làm cản trở sự tuôn đổ của Thánh Linh, đấng phước hạnh nhất và vinh hiển nhất. Chúng ta không được cho phép kinh nghiệm của sự nên thánh loại bỏ và động chạm đến kinh nghiệm của việc xưng công bình. Chúng ta phải hiểu biết giá trị của huyết Chúa Giê-xu. Nó là huyết đã cứu chuộc chúng ta và cho chúng ta được ở trong Chúa Giê-xu. Sự nên thánh nghĩa là Đức Chúa Trời để cho chúng ta ở trong những hoàn cảnh mà ở đó Ngài có thể bày tỏ cho chúng ta những gì trong đời sống chúng ta mà Ngài biết, nhưng chúng ta không biết. Chỉ khi chúng ta trưởng thành việc đó mới xảy ra. Giống như con cái của chúng ta, khi chúng được sinh ra, chúng được nuôi bằng sữa mẹ. Sau một thời gian thì chúng được nuôi bằng sữa chai. Nhưng khi chúng có thể cầm muỗng được, nếu chúng ta là bậc cha mẹ tốt, thì chúng ta cất cái chai khỏi chúng. Chúng ta đối xử chúng như một đứa trẻ, nhưng khi chúng lớn lên, chúng ta bắt đầu để những thứ thuộc con trẻ sang một bên. Đó là cách trong đời sống thuộc linh. Những thứ làm ngăn trở Thánh Linh quyền pháp, Đức Chúa Trời sẽ xử lý trong bạn. Để rồi Chúa Giê-xu, đó mà tất cả quyền pháp được ban cho Ngài, có thể chiếm ngự trong chúng ta nhiều hơn, đầy dẫy hơn và làm trọn công việc của Ngài trên chính đời sống của chúng ta cho thế giới này.